Bộ phim Khi người nhện bị nghèo. Đứng lại. Hả? Ủa ai vậy? Tao là cướp đây, có bao nhiêu tiền đồn hết ra. Xin đừng hại em anh ơi, em còn chồng già con nhỏ ở nhà nữa. Đừng có nói nhiều, không muốn chồng mày mồ côi vợ thì đưa hết tiền đây. Nhưng mà em nghèo lắm anh ơi. Cái quần què gì thế? Trời ơi là người nhện. Cái gì cơ, người nhện thật sao? Ôi người nhện, ơn trời anh đây rồi, anh đến thật đúng lúc. Của em gái hết 500.000. Hả? Phí giải cứu của em gái hết 1 triệu cho dịch vụ bị cướp bóc. Vì em là gái nên anh giảm giá 50% còn 500.000 thôi. Từ bao giờ mà việc cứu người lại thu phí vậy? Từ khi tao là người nhện, đừng có hỏi mấy câu đần độn như thế nữa. Ngoài nhận tiền mặt ra em gái có thể chuyển khoản cho anh nhé. Cái quái gì thế? Tại sao người nhện lại biến chất như vậy? Tại vì tao rất nghèo. Trong khi tao phải đu dây bằng ít khắp thành phố này mỗi ngày mà không có lương, tao phải giải cứu tụi mày mỗi ngày khỏi bị cướp mỗi ngày mà không có lương. Thậm chí tao còn làm thêm giờ bằng cách giải cứu cả thế giới nữa, và cũng không có lương nốt. Tao phải ngủ gầm cầu vì không có tiền đóng tiền nhà. Thậm chí tao còn phải bới thùng rác như người vô gia cư vậy. Mày có thấy siêu anh hùng nào nghèo như tao không? Tao còn không được ngủ đủ giấc vì tụi mày lúc nào cũng gọi tao cứu. Đến cả con mèo không y được cũng gọi tao, trong khi tao chả được xu nào. Tao còn không có cả người yêu, trong khi đáng ra gái phải bù lấy tao từ Hà Giang cho đến Cà Mau. Quê em nhớ trong phim anh có người yêu mà. Đấy là trong phim thôi chứ ngoài đời không có tiền cho nó yêu, đúng không thằng kia? Đúng đúng, thế nên đừng có thắc mắc gì nữa. Ngưng bóc lột người nhện lại và trả tiền đi. Nhưng anh ơi, em còn có 200.000 trong tài khoản thôi. Đúng vậy anh ạ, hay anh giảm giá thêm cho nó đi. Nếu không có tiền anh có thể cho em gái trả góp, mỗi ngày lãi 20%. Và nhớ đừng có mà bùng tiền anh làm cả đòi nợ thuê đấy. What the hell?